Hai em sẽ chú ý, chúng ta sẽ không có câu đó, đó. Sống lưng, ào lộn, tôn trọng lực đó, tôn trọng lực của nghe lời trọng tài. Rồi, hai bạn chúng ta. Xin hãy nhận được sự cổ vũ của việc bên dưới. Còn lại chúng ta đang nhận đóng ngay từ những phút đầu tiên. Hôm nay được rất là nhiều võ sĩ tham gia vào giải đấu, cũng như là càng lúc càng có nhiều võ sĩ gửi đơn đăng ký để tham gia. Thì đối với phía ban tổ chức thì rất là vui mừng với việc này. Thì càng lúc càng có những võ sĩ có kỹ năng cao, những thành tích tốt thì cái giải đấu nó càng hào hứng hơn và nó sẽ lan tỏa tốt hơn, nó cũng đem được món quà gọi là tinh thần giải trí đến cho khán giả hay hơn. Quý vị em dành một sự ủng hộ cho Trọng Tử để anh có thể làm thi đấu tốt hơn. Và trên đây là phần tấn công của Võ Cao Quá. Có bảo vệ thành công những huy chương và đến với vòng chung kết hay không? Rất tốt. Và với em sẽ là một trận đấu đang rất mong đợi khi sau trận đấu này. Trên đây chúng ta đã theo dõi trực tiếp trận của Man United. Và chúng ta cũng là thành công. Có những cái võ sĩ có thể nói là không chỉ một nơi là đang là không thể đến từ một nơi mà nhiều thành phố, nhiều tỉnh thành khác nhau, và đem cái chuyên môn của họ, đem cái khả năng của họ đến trên sàn đấu này để tạo một cái sân chơi thể thao, cũng như là mình thấy có nhiều quốc gia lân cận, có nhiều nước bạn bè của mình có nhiều cái giải đấu thi đấu võ thuật như vậy, chẳng hạn Thái Lan cũng vậy, thì họ có rất nhiều giải đấu để trao dồi cái võ thuật cho những cái võ sĩ của họ, cho những môn võ trong nước của họ, và cũng phục vụ cho cái mục đích du lịch rất là tốt. Thì ở đây mình cũng muốn đem cái hơi đó vào Coco Championship, tuy nhiên mình muốn nó là một cái gì đó truyền thống Việt Nam hơn, nó ra cái chất của Việt Nam hơn. Thì đến hôm nay thì Coco Championship đang cố gắng đem cái đó đến cho khách du lịch, khán giả Việt Nam và tất cả những người tham dự. Thì chúng ta không biết chiến thắng sẽ thuộc về võ sĩ nào. Căn một hai đó đúng rồi. Vui ra đi. Vâng, khi có một võ sĩ ngã xuống sàn thì đoàn đại phải dừng trận đấu.